Chào các bạn, mình là Nguyễn Anh Tuấn ha, là giáo viên của ngành lập trình và cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn ứng dụng cái session vào trong cái giỏ hàng, cái bài tập giỏ hàng của mình, tức là bài 53, tức là nó gọi là cái bài làm thêm để mình lưu cái trong vào cái giỏ hàng của mình. Thì cái việc tất yếu ở đây á, là mình sẽ nắm được cái luồng nguyên tắc xử lý cái giỏ hàng, mà thường thường á là các bạn ngán ngẩm về cái chuyện mà lưu vào giỏ hàng ở đây. À, thì để tiện cái làm việc ở đây thì thầy sẽ bố trí có một cái giỏ hàng, cái phần này là thầy cung cấp cho tụi con, trong đó nó có cái file qua XML. Thầy sẽ đọc từ cái file này lên, đây là cái những cái sản phẩm của mình đây. Thì nó có cái ID, nó có cái loại của nó, cái tên của nó, cái giá bán, cái hình ảnh và cái nội dung tiêu biểu, một phần xong một phần. Thầy xử lý cái giỏ hàng bằng XML ha. Rồi. Thì chắc chắn là nó sẽ có những cái library để hỗ trợ trên cái này, cái thư viện của nó. Rồi bây giờ ở trên trang này nó gồm có bốn trang tất cả. Cái trang thứ nhất là cái trang hoa. Bây giờ thì để thầy chạy cái ha, rồi chúng ta coi cái luồng của nó, rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm. Hoa thì chúng ta trình bày trên đây, thường cái giỏ hàng của bạn hiện giờ là không ai tâm, chưa có người nào mua hết, đúng không ạ? Rồi sau khi bạn chọn mua cái hoa tím thủy chung này đó. Thì ở đây các bạn thấy nó đang nói là mình có xem có giỏ hàng của bạn hay không. Nếu mình ok mình hủy ha, mà mình ok thì nó này nó sẽ chuyển qua cái trang là xem giỏ hàng, còn mình hủy tức là mình tiếp tục mình mua cái giỏ hàng tiếp tục, đúng không ạ? Rồi trong đây thầy hủy rồi, thì ở đây nó có hai chức năng, nó hiển thị lên là xóa cái giỏ hàng và xem giỏ hàng. Và hiện giờ trong giỏ hàng bạn đang được một item, tức là bạn đã mua được một cái giỏ hàng ở đây. Thì lúc đó chúng ta lưu vào cái thông tin của cái session. Rồi nếu như mà bạn xóa giỏ hàng, tức là mình học rồi, tức là session destroy, tức là mình xóa sạch hết trên đây, không còn cái giỏ hàng nào hết, bấm vào đây tức là mình xóa cái giỏ hàng, thì lúc này nó quay về là cái giỏ hàng của bạn là không item, chưa có nào chọn hết, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình chọn cái này xem giỏ hàng của bạn. Ok, đây thì hiện giờ mình đang có mua một cái hoa, cái mã ID nó là 2, mã ID là 2, tức là mình coi trong cái file của mình, khi mình đọc cái email lên thì mình thấy đây là mã ID là 2, tên hoa là hồn nhiên, giá bán là 60, hình ảnh cúc mai vàng lá măng, thì hiện giờ nó đang thể hiện ở trên đây. Và lưu ý cái thông tin này mình đang lưu vào trong cái session, đúng không ạ? Còn cái chức năng này xóa này, tức là xóa cái mặt hàng này ha. Rồi cái số 2 này á, thì mình sửa lại đây, mà mình bấm vào cái nút cập nhật á, thì hiện giờ mình mua hai bó với cái số lượng là lên 120, và mình phải tính lại tổng tiền của nó ở đây, đúng không ạ? Rồi nếu mình xóa thì không còn gì hết, thì mình quay về cái trang này và sản phẩm của bạn sẽ không có gì hết đó, tức là mình lưu cái thông tin mà mình làm việc trên cái session của mình đó, cái luồng là của nó. Rồi bây giờ để thiết kế được cái này thì giờ chúng ta thiết kế cái trang của chúng ta bao gồm cái thứ nhất là cái trang hoa.php. Thì để làm việc trên cái session này các bạn nhớ dùm thầy ở đây, và chúng ta bật nó lên, bật session star lên ha. Rồi chúng ta đọc cái file hoa trong XML, và chúng ta đưa qua, chúng ta dùng cái hàm symbol XML lost file, chúng ta truyền cái path xuống, và lúc này nó trả ra chúng ta làm cái mảng, đúng không ạ? Rồi cái phần này khoan hay tính ha, phần này khoan hay tính. Rồi cái là tiêu đề giỏ hàng của bạn, khoan hãy nói về cái này, khoan hãy nói. Bây giờ mình phối cái này ra, phối ha, thì trên đây mình tạo cái khung, mình liên kết tới cái hình ảnh, tức là hiện giờ mình đang làm cái này nè, đó đây, đúng không ạ? Mình xuất ra như bọc mát. Lưu ý cái cách ở đây rất là quan trọng ngay chỗ này, cái input type cái kiểu là test, tức là ở đây đây nè, mình cho người ta nhập cái số lượng vô để người ta mua. Thì khi mà đặt tên đó các bạn lưu ý dùm thầy ngay chỗ này, là cái quy định cái tên ở đây là SL ha, rồi sau đó mình liên kết tới cái ID để mình biết được rằng là cái test box này là của cái ID nào, để hồi người ta sửa sai mình biết là người ta đang chọn mua của cái hai này, đúng không ạ? Hoặc là bây giờ người ta chọn mua của cái này, cái số lượng ở đây, thì ở đây mình nên đặt tên cho nó ngay chỗ này, cú pháp là cái đặt tên nè, quy định đặt tên, và cái ID này mình cũng đặt tên theo cái dạng này để ngồi mình dễ kiểm tra. Hai cái số lượng, thì khi vào đây nó cái nút chọn mua của nó chính là cái nút accept,
Ở đây mình dùng một cái JavaScript ha, và mình có một cái nút chọn mua, một cái phương thức chọn mua. Trong cái chọn mua này mình truyền cái ID đi vô, tức là mình cho biết là hiện giờ mình đang mua cái mã hàng nào. Cái đoạn này là mua cái mã hàng nào đây. Rồi, vậy thì bây giờ cách biệt ở đây để mình phân biệt ra được giữa cái chọn mua này là mua có ID nào, mua có ID nào, và mua có ID nào, đúng không ạ? Rồi, vậy thì trong cái chọn mua này mình làm cái gì ở trong đây? Mình mở cái CSS ra, tức là cái CSS này nó nằm ở trong đây, thư viện. Thì ở đây nó có một cái chọn mua, truyền cái ID vô cho nó nè, đúng không ạ? Rồi, ở đây thầy rem cái này lại, ha, rem này lại, thì coi trước mắt cái này đã. Rồi, vậy thì ở đây thầy sẽ alert lên ha các bạn ha. Alert cái ID. Rồi, đối với script thầy dặn rồi ha, chúng ta chạy lại từng cái. Chọn mua. Thì ở đây chúng ta lấy được cái ID là số 2 và hồn nhiên. Chúng ta chọn mua thì chúng ta lấy được cái ID. ID ở đây là ID của sản phẩm. Cái mã sản phẩm chúng ta lưu ý là cái mã sản phẩm. Được không ạ? Về tới phần này là chúng ta hiểu color này ngay chỗ này. Rồi chúng ta phải cần kiểm tra cái ID. Kiểm tra ID. Thì ngay chỗ này thầy khai báo một cái biến số lượng bằng SL gạch cái nói với ID là cái gì đây? Vậy thì ở đây mình coi cái ha, cái xem cái nguồn của cái trang. Rồi. Thì thấy khi mình đặt tên á là cái ID của nó nè. SL mình nói với cái ID thì lúc đó mình biết được là cái mình đang lấy ra thằng này, cái số lượng của nó, cái số lượng của nó ở đây. Thí dụ như ở đây thầy sửa lại là 2 chẳng hạn, đúng không? Ở đây thầy sửa lại là 3 chẳng hạn ha. Rồi thầy xem cái nguồn của cái trang. Thì ở đây này rip nó chưa, cái cập nhật update nó cập nhật về, thì để mình lấy đúng cái số lượng của nó thì mình phải thông qua cái ID của nó. ID là 1 nè, ID là 2 nè, đó. Thành thử ra ngay chỗ này các bạn thấy thầy đang làm cái động tác là lấy cái khai báo một cái biến, nó sẽ là cộng nối một cái chuỗi, rồi sau đó thầy mới get cái thằng này về, đúng không ạ? Get cái thằng này về đây, đúng không ạ? Rồi thầy thông báo lên ngay chỗ này. Nếu mà cái số lượng chấm value bằng rỗng hoặc là thầy đổi ra con số mà nó nhỏ hơn hay bằng 0 thì thầy luôn nhập số lượng, rồi số lượng forget return form, đó là kiểm tra cái số lượng nhiều khi người ta nhập ở đây là sai. Chẳng hạn như người ta nhập là -1 thì khi bấm vào cái nút này thì ở đây mình sẽ thông báo ra là cái lỗi ở đây, đúng không ạ? Rồi. Thì giờ thầy mới buông cái này ra nè. Thầy đầu tiên là thầy yêu cầu nó đi kiểm tra cho thầy ở đây, kiểm tra cái số lượng ở đây ha. Thì truyền cái ID vô. Rồi. Rồi khi thầy bấm ở đây ha các bạn ha, thầy cho nó một cái -1 ở đây. Khi thầy bấm chọn mua thì nó nói là nhập số lượng có lớn hơn không, và nó vào kết về đây, tức là nó phải thỏ. Thì cái đó, cái đoạn này tức là nó gọi là cái đoạn kiểm tra cái chỗ này, kiểm tra sau khi thầy lấy được cái số lượng rồi ngay chỗ này, và lúc đó thầy cũng biết luôn được cái ID này luôn, tức là ngay chỗ này thầy alert lên ha, alert để coi mình biết được mình chọn cái số lượng là cái gì. Thì ngay chỗ này mình có thể là đây là cái ID nè, hai chấm nè ha. Rồi mình cộng đi cho cái biến ID của mình. Rồi. Sau đó mình nối với cái chuỗi ha. Ở đây. Rồi. Xuyệt N là xuống hàng, tức là số lượng 2 chấm ha. Rồi mình mới cộng đi cho cái số lượng. Số lượng của bạn. Rồi, tới đây mình return return, tức là mình xích, mình không có chạy cái dòng này, mình cho lơ lên cho các bạn coi thôi. Các bạn xem lại đây, mình coi lên mình lấy được cái ID của nó hay không đó. Quan trọng nhất là cái tập tin đó. Rồi bây giờ mình chọn mua nè, ở đây mình chọn mua là 3 ha, chọn mua thì lúc đó mình lấy được ID là 1, số lượng là 3 chưa. Rồi một cái ở đây thí dụ như mình chọn nó là 5 thì ở đây mình coi được 5 bó chưa, ID mình lấy là 2, số lượng là 5. Đó là cái thông tin của một cái hàng hóa, thì mình chỉ cần lấy được cái ID, cái mã hàng hóa, và mình sẽ lấy được cái thông tin của cái hàng hóa đó, tên hàng hóa, đơn giá hàng hóa. Cái quan trọng thứ hai là mình phải lấy được cái số lượng, số lượng của cái mặt hàng nào thì người ta đánh ở đây, chẳng hạn như đây là 1 thì mình chọn mua tím thủy chung thì lấy ID số lượng là 1 đó.
là cái phần đầu tiên mà các bạn sợ nhất, thì ở đây thầy đã giải quyết được cái phần này rồi. Tức là chọn mua, đúng không ạ? Chọn mua thì vô ngay đây, sau khi mà mình kiểm tra được qua cái này thì lúc đó mình cho nó window.location, mình chuyển hướng trang web về cái trang chọn mua và mình truyền cái tham số cho nó bằng hai tham số. Tham số thứ nhất là cái ID nào, bạn mua ID nào, và tham số thứ hai là cái số lượng nào. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình mới chuyển qua bên cái trang chọn mua, khi mình vào click vô thì bây giờ mình mới coi trên trang chọn mua thầy xây dựng cái gì ở đây. Rồi, trên trang chọn mua thì mình sẽ lưu vào session. Thứ nhất mình cũng khởi tạo cái session. Cái thứ hai là mình get hai cái này về. Thì hai cái này ở đâu ra? Hai cái này là trên cái thư viện JS của mình. Tức là cái này nè là một, cái này là hai nè. Đó. Ở đây mình lấy nó về ở đây. Đúng không ạ? Sau khi nó vượt qua. Rồi. Các bạn đọc kỹ cái thầy, các bạn có hiểu không ạ? Đây chỗ này. Cái phần chọn mua nó chỉ có nhiêu đây thôi, rất là ngắn để mình lưu vào cái thông tin giỏ hàng. Cái thứ nhất là thầy kiểm tra nếu như cái giỏ hàng này chưa tồn tại, tức là nó chưa được khai báo tồn tại, đúng không ạ? Thì lúc này thầy khai báo một cái biến session giỏ hàng, và ở đây là cái ID, tức là cái khóa, và ở đây là bằng cái số lượng. Vậy thì ngay chỗ này thầy, nếu mà thầy ring ra cho các bạn xem á, thì nó là một cái mảng, nó là cái mảng ở đây. Thầy lưu vào cái mảng ngay chỗ này. Rồi, còn eo ngược lại, tức là nếu như ở đây á thì là chưa có. Này chưa có nè. Cái này là có chưa? Cái này có rồi nè. Đúng không ạ? Thì lúc này mình for x cái session giỏ hàng hay cái key trỏ tới cái value. Đúng không ạ? Rồi nếu như mà cái key mà nó bằng ID, tức là nó tồn tại trong giỏ hàng, thì lúc này cái số lượng này mình cộng lên. Bật cái cờ lên bằng true, rồi mình print. Nếu mà cái cờ nó vẫn là bằng false thì lúc này mình thêm vào trong giỏ hàng. Có hình dung được cái này không ạ? Bây giờ thầy sẽ in cái session này ra cho các bạn coi ha. Session giỏ hàng bring ra cho các bạn coi thử coi nó là cái gì trong đây. Rồi, trên cái hoa này. Mình bring cái session giỏ hàng lên cho các bạn coi ở đây. Rồi, bây giờ mình chưa có cái item nào hết, đúng không? Rồi. Mình chạy trở lại nha. Rồi, mình coi xử lý nè. Cái luồng của mình bây giờ array không có gì hết. Đúng không? Rồi giờ mình chọn mua nè. Rồi, quỹ nè. Rồi, thì hiện giờ cái mã nó là mấy? Mã nó là 1, giá trị là 1. Vậy thì lúc này nếu mà nó chưa có cái chọn mua này, nếu nó chưa có thì mình đang thêm vô cái ID của nó đây, và cái này là cái key và cái này là cái value. Thì lúc này nó in ra cho mình được cái này, key là 1, value cũng là 1. Đó. Rồi, lần thứ hai nếu mình chọn mua thì lúc này cái session giỏ hàng này nó có chưa? Nó có rồi. Thì nó quay qua đây, nó for x. For x cái key hay value. Nếu mà cái ID mà mình mua đó mà nó bằng với cái k. Nếu như mình mua đây lần nữa thì lúc này cái ID này nó bằng với cái k. Thì lúc đó mình cộng cái số lượng lên, tức là số lượng cộng lên ngay chỗ này, tức là tăng cái số lượng lên đó. Tức là ở đây nếu mình chọn mua một cái nữa đó. Rồi, quỹ thì lúc này bạn thấy là cái key nó đã có, thì lúc này cái số lượng nó tăng lên là 2 của một cái key này. Đó là qua cái phần của là cái thằng gì, cái phần L ở trong đây. Nếu như cái key này đó mà nó bằng cái ID người ta chọn mua, thì lúc đó mình tăng cái số lượng lên. Sau đó mình click thoát, không làm gì hết. Nếu mà cái này nó duyệt trên đây, cái dạng thứ hai, nếu mà chọn mua ở đây, chọn mua thì mình cái. Rồi, vậy thì trên cái key này nó có chưa? Bảo đảm trên cái key này chưa có, tại vì cái key của mình nếu bạn dòm thẳng ở đây nó mới là 1 thôi, mà ở đây nó là con số 2 ngay chỗ này thì chắc chắn nó không có. Nó không có thì lúc này nó thêm mới vô, session giỏ hàng ID bằng số lượng, nó sẽ thêm mới vào trong chỗ này. Rồi, quỷ thì ở đây các bạn thấy là 2 nè. 1, 2 ngay chỗ này, đúng không ạ? Và ở đây các bạn thấy là tăng lên là 3 item, tức là ở đây là 2 cộng cái này là 1, tức là 3 item. Tức là bây giờ mình đang mua 3 cái sản phẩm ngay chỗ này. Cái số lượng đó, này là 3 số lượng nè, đúng không ạ?
Rồi hiểu cái phần này hay không ạ? À? Đây. À. Mình lưu vào trong cái mảng ha. Cái mảng này là mảng một chiều. Ở trên đó nó có cái key và cái value. Cái key á, chính là cái mã sản phẩm và cái value tức là cái số lượng của sản phẩm. Ừ. Rồi cái phần này là cái phần hỏi hồi nãy của mình nè, nếu confirm giỏ hàng của bạn xem hay không. Thì nếu bạn xem á, ok á, thì nó chuyển qua cái trang xem giỏ hàng. Còn ngược lại á, là nó chuyển về cái trang hoa, tức là giống như mình đang chọn mua nè, thì nó hỏi mình nè, đây nè, xem giỏ hàng của bạn hay không nè. Nếu ở đây mình chọn chức năng là quỷ, thì lúc đó nó thêm vô giỏ hàng và nó chuyển về cái trang hoa đứng ngay chỗ này. Này, đúng không ạ? Thì thật ra thì mình không cần chuyển luôn, bản thân của nó đã đứng đó rồi, thì mình đứng ngay chỗ này, nó đọc lại ngay chỗ đó thôi, refresh trên đó thôi ha. Thì cái thứ nhất là cái chọn mua là cái quan trọng nhất ha. Thầy nói lại nha, nếu mà kiểm tra chưa có thì chúng ta tạo ra một cái session giỏ hàng ha, như là một cái mảng, trong đó là cái ID và cái key, cái số lượng và cái value. Rồi eo ngược lại tức là cái session giỏ hàng này nó đã được khai báo. Nó được khai báo thì lúc này cái cờ nó sẽ mình gắn bằng font cải tạo, mình for. Trong trường hợp mà người ta mua cái ID này đã có ở trong cái giỏ hàng rồi, đã có ở đó trong giỏ hàng rồi, thì mình cộng tăng cái số lượng lên, đúng không ạ? À? Còn nếu như chưa có thì mình phải thêm mới, thêm mới vào đây, được không ạ? À? Rồi tiếp tục ha, mình quay về cái trang hoa của mình ngay chỗ này để mình nói về cái hàm số lượng. Thì ở đây mình có cái hàm tổng số lượng ngay chỗ này, tức là mình diệt for x ở trên cái giỏ hàng của mình, à, tức là mình in cái này ra, mình diệt ở trên đây ra nè các bạn. Bây giờ mình được mấy mặt hàng rồi, 1, 2 và là 3, tổng cộng là 4 số lượng. Khi mình diệt ở đây tổng bằng cộng v, tức là mình lấy cái giá trị ngay chỗ này, return cái tổng ra ngoài, à, tức là hàm này, tức là mình tính tổng, tổng của nó, đúng không ạ? Rồi bây giờ ngay chỗ này là giỏ hàng của bạn, mình echo cái tổng số lượng lên để nó in ra cái gì? In ra được cái chữ 4 item. À, chính là cái đoạn này đây. Là 4 item. À, ngay chỗ cái đoạn này á, khi nào mình đưa lên cái chức năng là xóa giỏ hàng và khi nào là xem giỏ hàng. Tức là nếu mà tổng số lượng mà nó lớn hơn bằng 0 á thì ok, mình mới đưa nó ra. Còn ngược lại mình không đưa. À, tức là ngay chỗ này. Nó có cái này. Các bạn thấy hồi nãy khi mà cái trang mình ở đây mình chọn chức năng là xóa giỏ hàng, thì lúc đó là sao? Nếu mà xóa hết. Vậy thì trên cái trang xóa giỏ hàng này nó đang làm động tác là gì? À, xóa giỏ hàng. Nó gọi tới cái trang xóa giỏ hàng bẹt bè. Tức là cái trang này đây. Rồi. Thì trên đây thầy chia ra làm hai dạng xóa giỏ hàng. Cái dạng thứ nhất, nếu mà thầy get cái ID tức là xóa một giỏ hàng, cái này là xóa một sản phẩm. Ha, à, lưu ý. Cái này là xóa một sản phẩm. À, cái này là trong cái session nha các bạn. À, trong cái session, xóa một sản phẩm trong session. Còn eo ngược lại tức là mình xóa hết cái chỗ này, tức là xóa on. Rồi. Thì ở đây là lại xóa trên cái bài session nào thầy có nói là dùng cái gì, cái unset để chúng ta xóa. Đúng không ạ? À? Hoặc là session đi destroy, đúng không ạ? À? Trong hai cái. Thì ở đây đó thường là thầy sẽ sử dụng là session giỏ hàng thôi, và xóa cái giỏ hàng ngay chỗ này. Đó. Thì sau đó xóa xong xuôi thầy quay về cái gì? Cái hoa ngay chỗ này. Đó là cái xóa hàng, còn cái này là xóa một giỏ hàng. Xóa một cái sản phẩm ở trong cái thằng session. Đó. Chỉ thì ở đây thầy chạy lên đây, thầy bấm vào cái nút xóa giỏ hàng. Rồi thì các bạn thấy nó mất tiêu. Đó à, à nó mất hết rồi. Thấy chưa? Rồi. Thầy giải phóng luôn anh session rồi, thì lúc đó cái trên cái giỏ hàng của bạn nó sẽ là không may tâm đó, tức là nó sẽ chạy vô trong cái này để nó xóa. À, anh set cái session giỏ hàng thì lúc đó sau khi nó chuyển về cái hoa ngay chỗ này thì cái lúc này mình sẽ không còn print. Các bạn thấy session giỏ hàng không, print nó không có, đúng không ạ? À? Đó là cái xóa giỏ hàng đầu tiên. Rồi phần thứ hai là bây giờ cái vấn đề là xem giỏ hàng. À, nếu người ta chọn vô cái chức năng là xem giỏ hàng, bây giờ mình mua lại nha. À, mình mua lại, mình chọn mình mua ha. Rồi ok, xem giỏ hàng của bạn thì ở đây nó có cái giỏ hàng đây ha. Mình lấy cái thông tin hình ở đâu ra? À, trên tay cái session của mình chỉ được cái gì, cái mã hàng và cái số lượng, đúng không ạ? À? Rồi bây giờ mình nói cái xóa này nè, đây. Rồi vậy thì bây giờ mình coi cái trang đó là trang xem giỏ hàng
Trang xem nhỏ hàng. Cái dòng thứ nhất mình cũng sử dụng session thì mình phải bật cái session star lên. Rồi nếu như mà cái session nhỏ hàng này nó chưa tồn tại, nó không tồn tại thì chúng ta dùng cái hàm header để chúng ta chuyển ra, chuyển ra ngoài ngoài ha. Tức là nó chưa có thì sao vô cho người ta coi được cái này, đúng không? Cái phần này là cái phần cập nhật lại cái số lượng, đúng không? Rồi mình khoan hãy coi ngay này, coi phần thiết kế ha. Rồi ở đây mình cũng đọc cái hoa lên ha, bỏ vô cái array, cái mảng của mình ngay chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ for là trên cái phần chính của mình, đó là for trên cái session giỏ hàng a cái key value. Trong đây hai dòng for lòng nhau. Ở đây là mình for trên cái nguồn có tập tinh hoa của mình, cái mảng. Nếu mà cái thằng key này ha, thằng này đi một lần thì thằng này đi hết ở cái trên cái hoa của nó, mà bằng cái not id hai bằng nhau thì tổng cộng bằng cái số lượng nhân đi cho cái giá mà lấy ra được cái giá của nó nè, tổng thành tiền, tức là mình đang tính cái này nè đây, đúng không ạ? Số lượng nè, lúc đó mình for ở trên cái nguồn của mình chắc chắn mình sẽ lấy được cái giá và lấy được cái tên của nó ở đây. Thì ở đây mình tạo ra cái table, trên table này mình in ra cái node ID, in ra cái node tên từ cái tập tin XML của mình. Mình lấy cái hình ra, đúng không? Riêng các bạn thấy của thầy ngay chỗ này là input state, cái name thầy đặt cho nó là một cái mảng name số lượng, và cái ID này thầy cũng gắn ID, node ID cho của nó ngay chỗ này. Cái value thì thầy echo cái value ở trên đây xuống, tức là đúng cái số lượng người ta chọn mua, đúng không? Rồi cái giá thì thể hiện cái giá, và lưu ý ở trên đây nó có cái nút hỏi xóa, cái nút xóa này đây. Thì cái nút xóa này nó làm cái gì? Tức là nó hỏi xóa, nó lấy từ trong cái hàm thư viện này ra, đó, hỏi xóa, và lúc này nó truyền cái k xuống đây. K tức là cái gì? Cái node ID đó, cái sản phẩm mà bạn muốn xóa, đúng không ạ? Rồi cái tổng thành tiền này thì nó đưa cái tổng thành tiền. Vậy thì lúc này khi mà bấm vào đây nó sẽ hỏi xóa nè. Nó hỏi mình bạn có muốn xóa cái sản phẩm này hay không. Rồi ok, mình quỷ, tức là mình không xóa. Vậy thì cái hàm hỏi xóa đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trên cái thư viện này nè. Nó có một hàm hỏi xóa ID. Rồi vậy thì lúc này confirm bạn muốn xóa sản phẩm hay không, mình thông báo ra. Rồi thì mình dùng cái window location để mình chuyển cái trang. Lúc này mình chuyển về cái trang là gì? Xóa giỏ hàng. Rồi dưới cái tham số là ID bằng cái ID người ta muốn xóa, tức là ở đây. Khi mình xóa ngay chỗ này thì các bạn thấy mình sẽ lấy được cái ID. ID là 2. Đó ạ. Rồi, bấm vào đây. Thì lúc đó nó chuyển về cái trang xóa giỏ hàng. Thì trên trang xóa hàng mình get cái ID đó lại. Thì cái ID này ở đâu ra? Đúng không ạ? ID này chính là trong cái thư viện của mình đó, mình đang chuyển cái ID này nè. Đúng không ạ? Mình qua bên cái trang xóa giỏ hàng thì mình thấy nó có. Nếu nó có mình get nó về. Mình get cái ID về đây. Rồi, ngay chỗ này các bạn để ý giùm thầy ha. Đây. Thì lúc này mình đi for cái session giỏ hàng ID key value. Nếu như mà cái thằng key ở trong cái giỏ hàng của mình, trong cái mảng giỏ hàng của mình mà nó bằng cái ID thì lúc đó mình unset. Cái này là unset cái mảng nè. Tại cái vị trí K của nó, tại cái ID của nó ở đây. Đúng không ạ? Rồi sau đó mình dừng. Sau khi mình xóa rồi, đúng không? Tại vì giờ nó chỉ xóa một cái sản phẩm thôi thì mình không cho dòng for chạy nữa, mình break thoát ra đây. Mình kiểm tra lại. Nếu mà cái mảng này nó vẫn còn, cao của nó vẫn còn ở trên đây thì mình vẫn còn đứng ở cái trang xem giỏ hàng. Còn eo ngược lại, mình quay về cái trang hoa chấm bẹt bẹt. Đó là cái xóa của mình đấy. Đây là xóa trên mảng nè của nó. Rồi bây giờ mình thực hiện cái cách mình xóa nè. Mình bấm vô cái nút xóa. Rồi. Ok, thì lúc này hết hàng chưa? Hết hàng thì nó quay về trang nào? Trang hoa của mình ở đây. Đúng không? Quay về trang hoa. Rồi bây giờ thì chọn nè. Rồi, quỷ nè, một hàng. Thầy chọn mua nè. Quỷ nè. Thầy xem chức năng giỏ hàng. Rồi ở đây thì có hai cái chưa? Có hai cái rồi, đúng không? Bây giờ thì xóa một cái. Ok, thì nó còn không? Còn, tức là cái lệnh nó đâu ra? Tức là sau khi mà nó còn ở đây, tức là xanh giỏ hàng chấm cao lớn hơn không, thì lúc này mình quay qua đây. Vẫn còn xem giỏ hàng. Còn eo ngược lại thì thật ra thì ở đây mình có quyền là unset cái xanh giỏ hàng luôn đấy. Đúng không? Mình giải phóng nó luôn ngay chỗ này. Trong cái phần mà heo ngược lại, tức là mình unset nó luôn, tức là nó hết rồi thì mình có quyền mình xóa nó ở đây. Đó, thì các bạn có quyền trước khi các bạn làm động tác này
thì các bạn unset cái session nhỏ hàng, rồi các bạn cho nó quay về cái qua chấm bb này, thấy không ạ? Rồi giờ mình xóa nó một cái ha. Ok rồi, nó quay về cái trang id 3 này, chỗ này à. Thì khi mình bỏ cái thằng gì vô thì các bạn thấy unset cái session nhỏ hàng nó bị báo lỗi à, tại vấn đề mình chưa có lưu ha. Rồi rồi mình chạy lại kiểm tra lại, kiểm chứng lại ngay chỗ này hoa chấm bb, rồi nó chưa set được nè, đúng không ạ? Rồi xóa xem rõ hàng, xóa non cài, ok rồi nó trở về đây là nó xóa sạch như chỗ này à, tức là nãy mình chưa có lưu ha, mình chưa có lưu, khi mình lưu thì ok nó sẽ xóa hết cái rõ hàng của mình. Chọn rồi giờ thì chọn lại nè, đúng không ạ? Rồi quỷ nè, rồi chọn nè quỷ. Rồi bây giờ thầy mới xem cái rõ hàng của mình à. Còn cái mua tiếp á là nó quay về đây, mua tiếp thì nó quay về đây cho mình xem ha. Rồi xem rõ hàng ở đây, rồi thì là các phần xem và các phần xóa cái gì trên đây nó. Rồi giờ cuối cùng á là cái cập nhật, ví dụ thầy đặt là 2 thì khi ta bấm vào cái cập nhật ở đây thì cái thông tin này nó lên là gì, là 16 à, nếu mà thầy ở đây là 1 thì nó sẽ là bao nhiêu ạ? 1, thấy không ạ? Nó tính lại cái tổng nền tiền, vậy thì tính ở đâu? Chắc chắn là thầy phải thay đổi lại cái gì, cái số lượng ở trong cái thằng session của mình ha. Đó. Thì cái quy định á, khi mà thầy làm ở đây thì coi cái xem nhỏ hàng ở đây thì các bạn thấy ngay chỗ này thầy cho nó là một cái mảng, cái mảng và cái nút cập nhật của này của thầy tên là cái cập nhật à, đây. Rồi vậy thì ở đây nè, cập nhật nè, đúng không ạ? Cập nhật lại số lượng hàng nè, thì nếu người ta post ngay lên chỗ này thì lúc này mình lấy về ở đây rồi. À, thầy print cái này ra nha, nếu thầy post cái số lượng về thì ngay chỗ này thầy print nó là cái gì ở đây. Rồi bây giờ thầy bấm cập nhật nha, để nguyên si bấm vô đây. Rồi thì thấy hiện giờ 0 à, là 1 đây, 2 này. Bây giờ thầy sửa cái này lại nha, 2 nè à, thầy bấm cập nhật nè, thì thấy cái số lượng nó là 2 không, đây chỗ này, đúng không ạ? À, đây số lượng vẫn là 1 à, thầy mua tiếp. Rồi thầy mua trên cái chọn sắt này, rồi ok. Rồi thì ở đây nếu mà thầy bấm cập nhật thì thầy lấy là gì, 1 2 và là 2, thấy cái số lượng của nó chưa, ngày hôm nay nó trả về cái mảng ngày hôm nay. Rồi thầy sửa cái này lại là 3, thầy bấm vô cập nhật à, là 3 ngày chỗ này. Rồi thì ở đây nó trả cho thầy một cái mảng nè, lưu ý. Rồi bây giờ thầy duyệt trên cái giỏ hàng hay key value ha. Rồi y bằng 0 thầy gắn cái session giỏ hàng ha, tại cái vị trí k bằng cái số lượng của cái thằng y, số lượng đó là cái mảng, y là cái này, thì lúc đó nó sẽ gắn vô lại cái số lượng mới rồi tăng y cộng cộng lên trên cái for x, mỗi lần chúng ta for x chúng ta tăng lên của nó, tăng lên của nó ở đây, đúng không? Thế nào thì lúc này là phải là ngay chỗ này là y đang bằng 1 không, y bằng 1 thì lúc này chúng ta lấy con 3 này chúng ta cập nhật vào cho cái thằng đón sưng không ạ? À? À? Rồi ngay chỗ này chúng ta sửa lại là 2, chúng ta cập nhật thì lúc này nó lấy cái 2 này nó cập nhật vô cho cái thằng cùng quay sắt, đó là mã là 5 ngay chỗ này, với cái tỉnh tổng tiền tiền tính lên ở đây, tức là cái phần đó là phần cập nhật ngay chỗ này đó. Mình print cái này lên là mình sẽ thấy được cái bài của mình ở trong đây. Ừ. Rồi. Nếu mà chúng ta làm tiếp ngay chỗ này ha, ngay chỗ này chúng ta eo if nếu y set cái đô la bot của cái nút button nào, đúng không ạ? Cái phần này chính là chúng ta lưu cái thông tin nhỏ hàng này. Thì ngay chỗ này chúng ta sẽ làm một cái nút này chính là cái nút đặt hàng à, chúng ta lưu nó vào trong đây. À, bê tông đặt hàng ngay chỗ này chúng ta sẽ lưu nó ở đây, đó ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ echo lên ha, thử nha, có phải nó vô đây hay không, tức là ngay chỗ này tức là đặt hàng.
bạn chọn cái chức năng đặt hàng, đúng không ạ? Rồi vậy thì bây giờ mình bấm vô đây thử rồi ha. À, kênh gì đây, bạn chọn chức năng đặt hàng thì lúc đó mình duyệt trên đây mà mình lưu xuống cái thông tin của mình, đó là lưu ở trong cái bảng là gì, chi tiết đơn đặt hàng, đúng không ạ? Gồm có những cái thông tin là mã tên chẳng hạn ha, rồi cái số lượng, cái đơn giá và tổng thành tiền của một cái đơn hàng đó, mình lưu nó vào đây. Trong đây nè, đúng không ạ? Thì lúc đó mình chắc chắn là mình phải duyệt ở trên cái thằng thông tin là của ai, của cái session giỏ hàng, mình lấy cái thông tin của nó, đó là cái mã hàng ha, rồi cái giá bán ngay chỗ này đó. Thì ở đây mình lưu thử nè, mình duyệt thử cho các bạn coi nè ha. Thì ở đây mình for x nè, rồi thì ở đây mình sẽ dùng cái đô la session. Cái đó mình đang lưu nó bằng cái là gì, cái giỏ, giỏ hàng ha. Rồi thì trên nguyên tắc là ice, ở đây là cái key và ở đây chỏ tới cái value. Rồi ở đây mình có thể echo lên nè ha. Cái này mình cho nó là cái mã, mã sản phẩm hai chấm. Thì ở đây mình sẽ nói với cái thằng đó là thằng gì, thằng key, đúng không ạ? À? Rồi rồi sau đó mình cho nó dấu gạch, ở đây là cái số lượng ha. Hai chấm, mình nói với cái thằng đó là thằng V. Rồi nói thằng như vậy là mình cho nó một cái BR để nó xuống hàng, cái thông tin của nó in nó ra ha, có người ta mua cái gì ở đây. Nếu mà đặt hàng bấm vào đây thì các bạn thấy đây, bạn chọn chức năng đặt hàng, sau đó là cái mã đặt hàng là 2, số lượng là 1, mã sản phẩm là 1, số lượng là 3, 5 và số lượng là 2. Đó, mình có cái thông tin này thì bắt đầu mình mới lưu vào trong cái database của mình, cái cơ sở dữ liệu của mình ở chỗ này, đúng không ạ? Cho nó đẹp. Đây, bạn chọn chức năng đặt hàng với cái thông tin trên đây. Thì ở đây bạn có quyền xóa bớt, chẳng hạn, ha, xóa bớt. Rồi, ok. Rồi sau khi xóa xong xuôi, bạn bấm lại cái nút đặt hàng lại, chẳng hạn, thì bạn thấy cái dữ liệu của mình đây, đúng không ạ? Rồi mình sửa cái này lại là 2, chẳng hạn, ha, sửa lại là 2. Bấm vào nút cập nhật. Rồi, thì mình đặt hàng cái, thì mình sẽ thấy cái thông tin của mình ở đây. Một năm. Đó. Còn nếu như mình xóa mà mò xóa hết thì nó sẽ quay về đâu ạ? Sao khoa. Đây, xóa nữa. Thì nó quay về cái sản phẩm và nó báo đây là sản phẩm của bạn là không ai tầm. Đó, tức là ở đây cái phần mà giỏ hàng thường người ta sẽ làm cái chuyện đó. Đúng không ạ? Cách lưu cái thông tin mình có rồi, tức là mã có, ha, số lượng có thì mình sẽ lưu vào trong cái bảng chi tiết đơn hàng, lưu xuống trong cái database của mình. Đó. Tức là cái giỏ hàng thầy đang demo. Thì cái phần giỏ hàng này thầy cung cấp cho các bạn ha, cung cấp cho cái lớp, giống như cái phần quản trị thì thầy sẽ nói về cái phần quản trị đó ha. Rồi thì trong cái thời gian ở đây, cái liều lượng mà các bạn làm á ha, hoặc là các bạn test lại ngay chỗ này, thì nếu mà có thắc mắc, bạn không hiểu gì trên cái đoạn code, những cái đoạn code ở đây, thì bạn có thể gửi cái mail này về thông qua cái địa chỉ này cho thầy, đúng không ạ? Rồi chúc các bạn làm tốt nha, học tốt.